Sáng nay, mùng 8 tháng 11, đoàn giám sát Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc tại Ban Dân tộc tỉnh về thực hiện nghị quyết số 52 ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ. Về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. Qua 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 52 của Chính phủ, các chính sách phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số luôn được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ngành, từ tỉnh đến cơ sở. Từ năm 2016 đến năm 2020, các cơ quan đơn vị địa phương đã tuyển dụng mới 585 viên chức người dân tộc thiểu số. Đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số trong tỉnh cơ bản đã được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước. Bên cạnh quan tâm phát triển nguồn nhân lực, tỉnh Đắk Lắk còn triển khai lồng ghép với các chương trình chính sách khác để đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí khoảng 5.549 tỷ đồng. Bình quân giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 2,29% một năm, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm 3,95% một năm. Bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết số 52 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn còn gặp khó khăn. Nguyên nhân do xuất phát điểm vùng dân tộc thiểu số thấp, chất lượng nguồn nhân lực thấp, cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, nhu cầu về cơ sở hạ tầng lớn trong khi nguồn lực thực hiện chính sách chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, v.v. Đoàn giám sát Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao việc triển khai nghị quyết số 52 ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ, của Ban Dân tộc tỉnh. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận đóng góp của các đại biểu, đoàn sẽ tổng hợp gửi cơ quan chức năng xem xét giải quyết.